Trong cuộc sống, có những nụ cười tự hào khi tạo nên những khởi đầu mới tốt đẹp. Có nụ cười đánh dấu cho niềm tin vững bền, được xây đắp và đem bình yên lan tỏa tới cộng đồng. Và đẹp nhất có lẽ là nụ cười cùng chia sẻ yêu thương và nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Với SDM, trưởng nhánh kinh doanh cấp cao Minh Huệ, nụ cười hạnh phúc của khách hàng luôn là điều quý giá nhất. Manulife Food họ đích đến của những nụ cười hạnh phúc. 6 năm trước, vào tháng 6 năm 2014, bằng nụ cười lạc quan và khát vọng sáng như ngọn hải đăng giữa biển lớn. Với mong muốn bảo vệ sức khỏe, tài chính cho các gia đình, đã dẫn dắt SDM Minh Huệ cùng đội ngũ của mình đến với công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife chi nhánh Phú Thọ. Những ngày đầu chọn lựa công việc mới, khó khăn bộn bề. Chị vừa đi làm, miệt mài học tập, vừa lo cho gia đình và con nhỏ. Thời gian dành cho cá nhân gần như không có. Gia đình chưa đủ niềm tin là chị sẽ thành công ở môi trường làm việc mới. Từ đó chị ít được động viên, chia sẻ trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, môi trường làm việc mới, kiến thức chuyên môn chưa có đã lấy đi bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của chị lúc bấy giờ. Sau cả tháng trời cố gắng, thành quả gần như bằng không. Từ đó áp lực gia đình và cuộc sống đang đưa chị đến với một luồng tư tưởng tiêu cực, hay là mình dừng lại. May mắn lúc bấy giờ, mặc dù chị là người mới trong hàng chục thành viên được tuyển dụng, nhưng nhận thấy tố chất trở thành lãnh đạo trong tương lai. Lãnh đạo cây cận lúc bấy giờ là BM Cường Nguyễn cùng anh chị thế hệ đi trước đã hết mực động viên, giúp đỡ và tạo điều kiện để chị vượt qua khó khăn. Công việc tư vấn dần ổn định thì lại có nhiều khó khăn mới. Chị không thể tuyển dụng và phát triển do thiếu kiến thức về chuyên môn, thiếu năng lực lãnh đạo. Và từ đó chị lại gặp thất bại. Đứng cạnh bàn làm việc, chị trách bản thân mất quá nhiều thời gian cho những công việc trước kia. Trở về nhà, chị thấy ông xã không chỉ là lãnh đạo của mình, mà còn là một người chồng tuyệt vời, luôn đứng sau để hỗ trợ hết mình. Với những động lực ấy, chị lao vào học, học ngày không đủ chỉ học thêm buổi tối. Nhiều cuốn sách hay về quản lý được chị tìm hiểu chi tiết. Bên cạnh đó, chị thấy rằng, cạnh lý thuyết là thực tế phát triển. Chị tham vấn trực tiếp giám đốc khu vực lúc bấy giờ là DAD Đỗ Văn Minh và các cộng sự thế hệ đi trước để có thêm kinh nghiệm. Sau một thời gian miệt mài học và không ngại thay đổi bản thân, chị quyết tâm và dành nhiều thời gian cho công việc. Sau hơn 2 năm kiên trì phấn đấu, trái ngọt sớm đâm hoa kết trái. Nhờ vào sự tận tâm, chuyên nghiệp, chân thành, chị giúp nhiều gia đình bảo vệ sức khỏe và tài chính. Ban đầu nhóm chị chỉ có vài thành viên, sinh hoạt không có nguyên tắc, mà tới nay đã thành nhánh kinh doanh lớn với 200 cán bộ công nhân viên. Nhánh hoạt động rất kỷ luật, hiệu quả, từ đây đi muôn nơi, vừa giúp đỡ các gia đình, vừa tư vấn công việc mới cho mọi người trong cộng đồng. Bên cạnh thành công về đội ngũ, chị đạt được nhiều thành tích cá nhân mà bất cứ tư vấn viên tài chính nào cũng mong muốn và ngưỡng mộ, như đạt FC từ năm 2014 cho tới năm 2018, đạt MBA từ năm 2015 cho tới nay, đặc biệt là MBRT 4 năm liền từ năm 2017 cho tới năm 2020. Hệ thống nhánh đã có tới 200 cán bộ nhân viên. Vì những công hiến ấy, chị được công ty tri ân với nhiều hành trình sự kiện khắp thế giới như Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và nhiều quốc gia khác. Tầm nhìn của chị trong thời gian tới, năm 2021 đặt mục tiêu trở thành giám đốc kinh doanh khu vực với khoảng 400 tư vấn viên trong khu vực của mình. Chị tâm niệm có tâm, ắt có tầm, mãi tinh thần khởi nghiệp. Và chị cũng bám sát 6 giá trị cốt lõi của vùng Đại Việt, đó là sát sao, ham học hỏi, biết ơn, kỷ luật, đoàn kết và sáng tạo. Hãy thay đổi ngay hôm nay để cuộc sống tươi đẹp hơn. Hãy cố gắng thành công để thay đổi định kiến của mọi người. Hãy dám nghĩ, dám làm và không ngại gian khó. Thành công luôn đồng hành cùng với những người chăm chỉ, kiên trì và sáng tạo. Manulife Phú Thọ, nụ cười của khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.